Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách thay đổi màn hình cuộc gọi theo chủ đề như thế này. Nhìn rất là sinh động, rất là thú vị. Và trong ứng dụng này nó còn rất nhiều chủ đề khác các bạn thâu lựa chọn. Để cài đặt màn hình Google theo chủ đề như vậy, đầu tiên mình vào Search Plan nè. Mình sẽ gõ cái từ khóa là Color Flash Theme Full Screen. Tiếp theo sẽ bấm cài đặt ứng dụng. Đây là biểu tượng của ứng dụng của nhà phát triển là TuneSlab nè. Bấm cài đặt. Mình chờ trong giây lát. Sau khi cài đặt xong, bấm mở vào ứng dụng. Tiếp theo mình sẽ thiết lập hai cái tính năng này. Bấm vào chữ set nè. Bấm cho phép. Bấm cho phép. Sau đó bấm trở về. Đây là giao diện chính của ứng dụng. Trong này nó có rất nhiều chủ đề các bạn tha hồ mà lựa chọn. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn chủ đề này. Ta chọn một chủ đề. Bấm download. Bấm Apply, bấm No Way, bấm Letter. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy này mình gọi qua nè. Nhìn rất là sinh động, rất là thú vị. Cách này giúp mình tạo ra những cái màn hình cuộc gọi rất là thú vị. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.